Hương thân mến chào các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube Việt Tân. Kính thưa các bạn, vào sáng ngày 10 tháng 7, gia đình của tù nhân lương tâm Nguyễn Đặng Minh Mẫn đã đến trại giam số 5 để thăm nuôi con gái của mình. Đây là lần thăm nuôi cuối cùng trước khi cô được trả tự do sau 8 năm tù bất công. Nhưng lần thăm nuôi này cũng rất đặc biệt vì ngoài bà Đặng Ngọc Minh và ông Nguyễn Văn Lợi là ba mẹ của Minh Mẫn, còn có một số bạn bè thân hữu trong phong trào đấu tranh nhân quyền đã cùng đến trại giam số 5 ở Thanh Hóa. Và trong khi mọi người chờ bà Minh và ông Lợi vào bên trong thăm Minh Mẫn, thì Xuân Phương đã có dịp trò chuyện với chị Cấn Thị Thêu. Chị cũng là một cựu tù nhân lương tâm. Xuân Phương xin kính chào chị Thêu. Dạ vâng, xin chào chị và xin chào tất cả mọi người ạ. Chị đã phải thức sớm để cùng đi một khoảng đường dài để mà đến Thanh Hóa ngay trước cổng trại giam số 5. Thì trước nhất là hỏi chị có mệt không chị? Dạ cũng mệt ạ, mệt do say xe ạ. Vâng, trước hết thì Xuân Phương xin được hỏi là khi chị cùng mọi người đi đến trước cổng trại giam số 5 thì không biết là công an, an ninh hay là người dân ở đó có gây khó khăn gì cho phái đoàn hay không? Thưa chị là hôm nay chúng tôi đi, chúng tôi cũng dự phòng đến những phương án mà trên đường đi họ sẽ ngăn chặn cái cuộc thăm tù của chúng tôi. Chúng tôi thì có 4 người Hà Nội vào, tôi và chị Nguyễn Thu Hạnh, anh Trung Dũng và thầy giáo Vũ Hùng. Khi mà chúng tôi đi vào đến cổng trại giam số 5 Thanh Hóa thì chúng tôi ở đấy là cũng có gặp gia đình bố mẹ của tù nhân tâm Nguyễn Đặng Minh Mẫn. Thì hôm nay chúng tôi đi vào đấy thì cũng là chúng tôi thủ tục rất là đông, có một xe ở thành phố Nghệ An chúng ta để đồng hành, có số lượng người đi nên thăm phải đến mấy chục người, trong khi tất cả đoàn của tôi đang ngồi trao đổi chia sẻ với nhau. Thì hôm nay thì trại giam số 5 Thanh Hóa thì họ thuê rất nhiều, tôi nghĩ rằng là công an chìm hay là đầu gấu xã hội thì không biết, nhưng mà mặt cũng rất là ngổ ngáo. Thì họ đến đầu tiên thì họ cũng để cho chúng tôi ngồi nói chuyện được một lúc, sau đấy thì họ dở trò, là họ buộc chúng tôi ra khỏi cái quán hàng đấy, họ chửi, họ nói những câu rất là bất dạy, vô văn hóa. Thế sau khi mà bà con thống nhất rằng là chúng tôi tạm thời là chúng tôi di chuyển ra khỏi cái khu vực đấy để chúng tôi có những cái thời gian để chúng tôi cùng trao đổi với nhau nhiều hơn. Chị có thể cho biết mục đích vì sao mà đã có nhiều người tham gia chuyến đi đến trại giam số 5 hôm nay? Dạ, cái mục đích là như thế này. Hiện tại bây giờ là cái cộng sản á thì nó đang có những cái chiến dịch đàn áp tàn khốc đối với những người tù nhân đấu tranh, tù nhân lương tâm, tù nhân chính trị. Một cái năm mà được nói là cái nắng nóng gay gắt nhất, gần đến đỉnh điểm, nhiệt độ ngoài trời lên đến gần 50 độ C. Thế mà họ tháo mất các quạt của anh em tù ở trại 6 Nghệ An. Thế nên là cái ngày mà tôi ở trại giam số 5 Thanh Hóa thì tôi cũng cùng chung cái số phận như với các anh chị anh em ở Nghệ An thôi, bởi vì là trời rất là nóng, nhưng mà cả một cái buồng giam mấy chục mét vuông mà họ chỉ cho một cái quạt bé xíu nhỏ quạt ở trên trần thôi, không đủ mát một tí nào. Thế là trời rất là nóng, họ xây cái tường bao lên, không có một cái tí gió nào lọt vào được cái chỗ mà tôi và Minh Mẫn ở. Thế nên là trời rất là nóng, từ 3 giờ chiều chúng tôi đã phải dội nước vào sàn. Tôi phải lấy hết chăn màn quần áo thì chúng tôi đắp lên những cái bệ xi măng, nhưng mà cái nóng không hợp, nghĩa là không có cả không khí để mà thở. Có một lần chúng tôi yêu cầu chạy về giam để cải thiện cái tình hình thì phó giám thị cũng vào thăm. Cái phó giám thị thì vào thì tôi bảo tôi yêu cầu bà vào đây, bà cứ sống một tiếng đồng hồ thôi, bà mới hiểu được cái nỗi khổ, cái cảnh khổ của những người tù cũng phải đến trại. Tại sao mà là một cái buồng giam như thế này, trời nắng này cũng có cả gió lọt vào mà để cho một cái quạt bé tí như thế này. Thì họ nói là đây là cái do thiết kế của Bộ Công an. Họ nói là Bộ Công an thiết kế là như thế là không cải thiện được. Thì tôi nghĩ rằng cả một cái kế hoạch và đàn áp thì nó liên quan đến từ Bộ Công an chứ không phải
Nhưng mà chúng tôi thì dù rằng nóng mà chúng tôi vẫn còn được một tí phê phẩy. Nhưng mà đến bây giờ mà họ phá hết các quạt ở trong cái nhà tù của trại 6 Thanh Hóa, tôi nghĩ là họ quá là tàn khốc, quá là độc ác, quá là vô nhân tính. Họ không còn một cái chút gì tình yêu thương đồng loại nữa. Thế nên là hôm nay chúng tôi vào đây và tôi biết rằng là các một số các anh chị tù nhân ở trại giam số 5 Thanh Hóa cũng tuyệt thực để phản đối chế độ phá khắc ở của trại giam. Cái mục đích của chúng tôi là hôm nay là chúng tôi đến trại giam số 5 Thanh Hóa để đồng hành cùng với các anh chị em tù nhân lương tâm. Đấy là mục đích của chuyến đi này là như thế đấy ạ. Vâng, là một cụ tù nhân lương tâm và cũng đã từng bị giam tại trại giam số 5 Thanh Hóa. Thì theo chị Theo, các giám thị của trại giam có sẽ nhượng bộ trước quyết tâm tuyệt thực của các tù nhân lương tâm hay không, thưa chị? Tôi nghĩ rằng là theo cái kinh nghiệm hai lần đi tù của tôi á, thì tôi thấy như thế này. Thì khi nó phụ thuộc của những người đấu tranh bên trong, mà nó phụ thuộc nhiều về cái áp lực ở bên ngoài, cái sự lên tiếng của bên ngoài, nó phụ thuộc rất là nhiều để cho trại giam có nhượng bộ mình hay không. Bởi vì là cái chính của cái chế độ này nó rất là tàn ác, nó rất độc ác, nó dùng mọi cái hình thức âm mưu để nó đàn áp những người có cái tiếng nói đấu tranh để đòi cái công bằng xã hội. Cho nên là vì thế nên là cái sự lên tiếng của bên ngoài là nó vô cùng quan trọng. Ngay như ngày trước tôi ở Thanh Hóa đấy, thì hôm tôi còn nhớ là cái tháng đấy là mùng 1, gia đình đi thăm tôi. Thì khi gia đình đi thăm tôi thì biết là tôi tuyệt thực, thì về thông báo lại cho những người bên ngoài đấy. Thì cách một ngày sau, đến ngày mùng 3, thì là tất cả bà con kéo mang hai ô tô, gần 100 người, hai ô tô 4-5 chỗ, thì mang băng rôn biểu ngữ rồi hô cổng, làm truyền thông rất là lên tiếng để phản đối cái việc mà trại giam số 5 Thanh Hóa mà có cái chế độ phá khắc để chúng tôi phải tuyệt thực phản đối. Thế nên là hôm đấy là họ thường thường là một tháng thì được thăm một lần thôi, nhưng mà cái tháng đấy có cách một ngày đã phải cho gia đình tôi cho mà còn cho rất đông người, những người đi thăm đến để trực tiếp vào gặp tôi. Đấy là những cái mà khi cái áp lực ở bên ngoài nó cũng gây ra nhiều cái cải thiện bên trong. Nếu các giám thị của trại giam số 6 và các giám thị của trại giam số 5 đang theo dõi trên kênh YouTube Việt Tân trong chương trình của chúng ta hôm nay, thì chị muốn nói gì với họ? Tôi nhắn nhủ với họ rằng là cái đất nước dần dần thì nó sẽ chuyển theo cái hướng dân chủ. Thế mà những người, kể cả những ngày mà tôi ở trong trại giam á, thì tôi cũng nói với giám thị và phó giám thị và những người công an ấy, tôi bảo rằng là cái khi mà cái chế độ nó đã đến tận cùng của thối đáp thì nó đến lúc người dân nổi dậy nó sẽ phải thay đổi theo một cái thể chế có chiều hướng tốt đẹp hơn. Cho nên các ông các bà phải, nếu như mà thức thời thì phải quay súng trở về với nhân dân thì sẽ được hưởng cái sự khoan hồng của nhân dân. Cố tình theo cái đảng cướp này, theo những cái lợi ích nhóm, theo những cái hèn với giặc ác với dân, thì đến lúc tôi nói thật với các ông bà, thì các ông bà không còn đường sống đâu. Các ông bà leo lên trời người ta lôi các ông bà xuống, các ông bà chui xuống đất người ta lôi các ông bà lên, kể cả giám thị, phó giám thị, công an, quản giáo, rồi như thế nào tôi cũng nói, người nào gặp tôi cũng nói với họ như vậy đấy ạ. Rất cảm ơn những chia sẻ chân tình của chị Theo và Xuân Phương xin kính chúc chị cũng như tất cả các anh chị em trong phái đoàn luôn gặp nhiều may mắn và đạt được nhiều thành công trong chuyến đi. Vâng, chào chị, chào mọi người ạ. Dạ. Vâng, kính thưa các bạn, Xuân Phương vừa được cho biết là cô Đặng Ngọc Minh, mẹ của tù nhân lương tâm Nguyễn Đặng Minh Mẫn, vừa mới thăm gặp con gái xong và đã nhận lời để mà trả lời phỏng vấn trên kênh YouTube Việt Tân. Xuân Phương xin kính mời các bạn cùng theo dõi. Trước hết Xuân Phương xin cảm ơn cô Minh đã trả lời phỏng vấn với kênh YouTube Việt Tân. Biết là cô đã phải thức dậy rất sớm để mà chuẩn bị mọi việc
Nhưng mà trông cô rất là vui phải không cô? Không có vẻ gì là mệt. Cô Ngọc Linh xin chào Sương Sương, chào tất cả các khán giả của YouTube Việt Tân. Trước hết cô cảm ơn con. Coi như tháng này là cái lần thăm tập cuối cùng và được cùng tất cả các anh chị em ở từ Hà Nội vào giống như hội bầu bí tương thân, quỹ Namita và tất cả anh chị em khác ở Hà Nội, cùng tất cả anh chị em của mình, kể cả các gia đình của tù nhân lương tâm, đều đồng hành cùng gia đình cô để đến trại Nam Thanh Hóa. Mặc dù biết rằng là không vào trong để gặp Minh Mẫn được, nhưng mọi người ở bên ngoài vẫn hỗ trợ. Nên hôm nay cô rất vui và rất hân hạnh được tất cả bà con của mình, anh chị em mình đều đồng hành với cô đến giờ phút cuối. Cô xin cảm ơn tất cả các anh chị em, tất cả các gia đình tù nhân lương tâm, cũng như tất cả các anh chị em, các hội đoàn ở hải ngoại đã đồng hành cùng gia đình suốt 8 năm nay, trước khi Minh Mẫn về, được mọi người lo lắng, thương yêu, giúp đỡ, là một niềm rất là hạnh phúc và vô cùng sung sướng đối với gia đình của mình. Thưa cô thì cô có thể chia sẻ với mọi người rằng là cái mục đích của cái chuyến thăm nuôi cuối cùng này nó đặc biệt như thế nào, khi mà có nhiều bạn bè thân hữu, các tổ chức dân sự, các nhóm đã cùng nhau tụ tập về ngày hôm nay ngay trước cổng trại giam số 5 ở Thanh Hóa, thưa cô? Trước hết thì cô cũng muốn trình bày như thế này. Cái việc tất cả các anh chị em, các tổ chức, các thân hữu, các gia đình tù nhân lương tâm đã đồng hành cùng cô, cái chuyện đó là mình đã vẫn biết trước. Nhưng gia đình cô sắp xếp là giống như hàng tháng mình tới trại, cô cũng tới trước đó chiều ngày hôm qua và ngủ đó ở một đêm, sáng ra thì mình cô sẽ ngồi ở trước cái nhà trọ đó, người ta cũng có bán quán đó, rồi để chờ anh chị em tới đông đủ. Thì khi mà nó cái hành động của mình, cái sự chờ đợi của mình không giống như những lần trước, giống như là mình ngồi chờ hoài mà mình chưa vô để trình sổ thân tập, thì nó đã có một cái nghi ngờ gì đó. Rồi đầu tiên là nó cán bộ trong trại giam thì nó cho mang một cái bảng rất là to ra là cấm quay phim chụp hình. Rồi lần lượt sau đó thì cho tất cả các an ninh mặc thường phục ngồi dây quanh gia đình cô. Rồi sau đó các anh chị ở ngoài Hà Nội vào thì càng ngày nó càng bủa ra nhiều, khoảng cỡ 30-40 người, kể cả công an, kể cả dân phòng. Thì nói chung là họ ra bao nhiêu người thì họ ra không có, đối với mình không thành vấn đề, nhưng mà mình cũng chỉ tới thăm các anh chị để hỗ trợ gia đình cô thôi, mình không làm điều gì sai, nên nó ra đông chừng nào thì kệ nó. Rồi khi mà cô chờ là anh chị em tới đông đủ thì cô chú mới vào trong trại trình sổ và vào thăm Mẫn, đúng một tiếng đồng hồ thì cô ra. Coi như tất cả mọi việc đều suôn sẻ, mặc dù nó canh gác rất là gay gắt, nhưng cũng diễn ra tốt đẹp và thành công. Và ở trong lúc mà cô với chú gặp Minh Mẫn đó, thì không biết công an, an ninh có gây khó dễ gì hay không, hay có hỏi cô là tại sao có đông người đi đến thăm hôm nay không cô? Khi mà cô vô trình sổ thì cô vô cô khoảng nửa giờ cô mới được gặp Minh Mẫn, là tại vì họ phải vào trong trại và dẫn Minh Mẫn ra. Đầu tiên ra thì rất là vui vẻ, cô thấy Minh Mẫn nó vẫn còn khỏe mạnh và nó rất là vui vẻ. Thì cô nói ngay rằng với Minh Mẫn rằng hôm nay mẹ đi thăm con, bố mẹ đi thăm con, có rất nhiều anh chị em, cô bác từ ngoài Hà Nội vào, từ trong Nghệ An ra và kể cả trong miền Nam nữa. Tất cả mọi người đồng hành cùng gia đình mình, biết rằng là con về thì rất là xa xôi, cũng quá những người cũng không có thể vào tận trong miền Nam để thăm gặp con, thì sẵn chuyến đi thăm mọi người đồng hành và gửi lời thăm con, gửi quà tặng con. Thì khi cô trình bày cho Mẫn nghe, Mẫn rất là vui và không ngờ là hôm nay cả một đoàn hơn 20 người được đi tới trại thăm con như vậy. Thì Minh Mẫn rất là vui và giờ cô chuyển lời lại là cảm ơn tất cả bà con, cô bác, anh chị em đã tới trại mà không vào được để thăm Mẫn. Rồi Mẫn nói là mẹ nói với mọi người rằng là sẽ gặp con lại sau khi con ra tù, sẽ có cơ hội để được gặp nhau. Và công an không làm khó dễ. Hôm nay thì đi thăm Minh Mẫn lần cuối, Mẫn bảo không có phải cung cấp cái thứ gì nữa, chỉ cho một vài ít bánh tay,
bánh ngọt đấy, rồi một ít trái cây, rồi coi như là công an nó không nói gì. Khi cô kể tất cả mọi chuyện ở bên ngoài như thế nào thì họ cũng không có cấm cản gì hết. Rồi cái cuộc gặp diễn ra đúng một giờ đồng hồ, rồi là cô trở ra ngoài này cùng với anh chị em bây giờ đang dùng một bữa cơm thân mật, rời khỏi trại cũng khoảng chừng mấy cây số đó. Vâng, trước đây cách đây một vài tuần thì cũng có tin là tù nhân lương tâm Nguyễn Văn Hóa cùng với một số các tù nhân lương tâm khác cũng ở cái trại giam số 5 Thanh Hóa cũng đã tuyệt thực, bởi vì Hóa bị kỷ luật và những tù nhân lương tâm khác tuyệt thực để mà phản đối sự đối xử bất công đối với tù nhân lương tâm Nguyễn Văn Hóa. Thì không biết là chị Minh Mẫn có thông tin gì hay không về trường hợp của anh Hóa thưa cô? Khi cô tiếp xúc với Minh Mẫn thì coi như Minh Mẫn không có, tức là nó cũng giữ một cái thông tin rất là cẩn mật. Minh Mẫn không biết ai là ở bên ca của đàn ông đâu, tại vì ở trại giam số 5 nó có tất cả là 4 phân trại. 1, 2, 3 là của đàn ông và ca 4 là của phụ nữ. Thì Minh Mẫn có biết rằng là chị Trần Thị Xuân đang ở ca 4 với Mẫn, nhưng nó không đưa Trần Thị Xuân vào ở trong khu tù chính trị. Chỉ có Minh Mẫn ở một mình sau khi Như Quỳnh đi Mỹ. Và Minh Mẫn có thông báo cho cô biết Minh Mẫn đã không nhận cơm của trại ăn là từ ngày 6 Tây tháng 4 và sẽ kéo dài tới ngày mãn hạn tù. Thì hôm nay cô có hỏi Minh Mẫn rằng con có ăn cơm lại chưa hay là vẫn tiếp tục không nhận cơm, thì Minh Mẫn bảo là con vẫn tiếp tục không nhận cơm, mặc dù ở trại động viên rất là nhiều. Tại vì biết mình sắp ra tù mà nếu mình không ăn là mình sẽ gầy gò, mình thế này thế nọ thì họ sẽ mang tiếng. Nhưng Minh Mẫn rất là tinh thần rất là tốt và thân thể sức khỏe vẫn bình thường. Thành thử ra cô có bảo là thôi con không ăn đã từ hồi tháng 4 thì mãi tới bây giờ thì thôi mình vẫn cứ như vậy luôn. Chứ thực ra thì hôm nay là cái cuộc thăm gặp rất là suôn sẻ và cũng chỉ còn có hai công an để nó gác gia đình với Mẫn thôi. Chứ cháu biết mỗi khi á, Xuân Phương biết không, mỗi khi mà gặp Minh Mẫn á, là ít nhất phải 3 công an hoặc là 4 công an. Nhưng hôm nay có 2 người thôi. Tại vì tất cả lực lượng nó đem ra ngoài cổng, nó canh giữ các anh chị em khác rồi. Nên ở trong này cô vô gặp nó không cần canh giữ cô nữa. Vâng, thấy cô hôm nay rất là vui. Có lẽ là vì tất cả những mọi sự được suôn sẻ và cũng đây là lần thăm nuôi cuối cùng. Và chị Minh Mẫn sắp trở về với gia đình. Thì câu hỏi cuối cùng, cảm xúc của cô như thế nào sau những cái khó khăn, những cái vất vả, chính bản thân cô cũng đã phải ở tù, rồi sau đó phải lo thăm nuôi, và đặc biệt là cái lo lắng của người mẹ khi mà đứa con mình đang bị ở một nơi mà đầy hiểm nguy như vậy. Thì bây giờ cái thời gian nó đã đi gần đến cuối rồi, chỉ còn đến ngày 2 tháng 8 nữa thôi thì chị Minh Mẫn có thể về với gia đình. Thì cô có thể chia sẻ cảm xúc của mình hay không? Trước nhất là cô phải cảm tạ ơn Chúa đã sắp xếp cho gia đình cô. Mặc dù mình đã gặp một cái nạn cũng rất là lớn, gia đình cả cái ba mẹ con đều bị đi tù, nhưng tất cả được nhờ ơn Chúa. Nên hôm nay trước tiên là cô tạ ơn Chúa, và sau đó cô cảm ơn tất cả đại gia đình Việt Tân của mình và tất cả các xã hội dân sự, các tổ chức, hội đoàn ở hải ngoại cũng như ở trong nước luôn luôn đồng hành cùng với gia đình cô cho cái tới giờ phút cuối cùng mà Minh Mẫn ra trại. Đó là một cái điều cô rất là vui sướng và tự hào về những cái gì mà mình đã cống hiến một phần nhỏ của mình cho quê hương đất nước. Thì hôm nay là cái ngày mà cô rất là vui khi tất cả mọi chuyện cô đã cầu nguyện ơn trên sẽ phù hộ cho tất cả gia đình cô và cùng tất cả anh chị em hôm nay sẽ không gặp được mọi chuyện gì nguy hiểm đến tất cả mọi người, mà công việc của mình nó đã sắp xếp theo cái ý của Chúa rất là suôn sẻ và vui vẻ. Kính thưa các cha ở dòng Chúa Cứu Thế Thái Hà, cũng như các cha ở trong dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn và tất cả các cộng đoàn từ Bắc vào Nam đã đều cầu nguyện và đồng hành cùng gia đình của chúng con đến cái giờ phút cuối cùng mà Minh Mẫn nó được mãn hạn tù. Tất cả
cha đã giúp đỡ các cha, quý sơ đã giúp đỡ gia đình con. Con xin cảm ơn tất cả các cha rất là nhiều, và chúng con sẽ hứa với các cha rằng sau khi ra tù, gia đình con cũng vẫn là con chiên ngoan đạo của các cha và mãi mãi trở về sau này. Và chúng con cũng đồng hành cùng cha. Thì cái lời nói sau cùng, cô cũng cảm ơn tất cả. Thứ nhất là cảm ơn gia đình Việt Tân của mình. Thứ hai nữa là tất cả các thân hữu cùng tất cả các kiều bào ở hải ngoại, cũng như tất cả bà con anh chị em ở trong nước, đã luôn quan tâm tới gia đình và giúp đỡ gia đình. Và một cái lời nói mà chắc chắn rằng là sau khi Mạnh ra tù, tất cả gia đình cô vẫn đi theo cái con đường mà cô đã chọn, và cô vẫn tiếp tục cùng tất cả bà con trong cả nước tiếp tục đấu tranh và đòi bao giờ cho được tự do, dân chủ và nhân quyền. Tức là cô, gia đình cô sẽ đi tới đến khi nào cái chế độ cộng sản nó sụp đổ. Vâng, rất cảm ơn những lời chia sẻ chân tình của cô Minh. Xuân Phương cũng xin được nói lên lời cảm ơn đối với cô cũng như gia đình của cô đã hy sinh rất nhiều cho đất nước và dân tộc Việt Nam, đặc biệt là chị Minh Mẫn đã chấp nhận hy sinh 8 năm tuổi thanh xuân của mình. Chị rất xứng đáng để được nhận lời cảm ơn của tất cả mọi người và được gọi là cô gái kiên cường 8 năm bất khuất. Và Xuân Phương kính chúc cô, gia đình của cô Minh cũng như tất cả các anh chị em trong phong trào đấu tranh cho dân chủ nhân quyền Việt Nam luôn có thật nhiều nghị lực để vượt qua mọi thử thách khó khăn, để đất nước Việt Nam chúng ta mau có được tự do dân chủ, dân tộc Việt Nam mau có được cuộc sống ấm no thịnh vượng. Và Xuân Phương một lần nữa cảm ơn cô Minh và xin kính chào tạm biệt cô. Xuân Phương cũng xin cảm ơn tất cả các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube Việt Tân, và xin hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình lần tới.